Fan Hồ Văn Cường tiết lộ, anti-fan để lại những điều không tốt trong các video có Hồ Văn Cường. Kính thưa quý cô chú anh chị và các bạn, từ ngày rời khỏi công ty cũ, Hồ Văn Cường dần lấy lại phong độ và có nhiều sâu diễn trên các sân khấu âm nhạc khắp cả nước. Chính vì vậy nhiều kênh youtube của ban tổ chức các đêm nhạc có Hồ Văn Cường đăng tải các bài hát của Cường lên kênh của họ, khiến nhiều khán giả mến mộ giọng hát của Hồ Văn Cường phân vân nên xem như thế nào cho hợp lẽ phải. Chính vì vậy mà mới đây một fan trong FC của Hồ Văn Cường đưa ra ý kiến mà chúng tôi thấy hợp lý, nên hôm nay chia sẻ lại để quý cô chú anh chị cùng bàn luận. Cụ thể fan này chia sẻ. Theo ý kiến cá nhân của mình thì đương nhiên chúng ta cày view, ủng hộ bé Cường trên kênh Hồ Văn Cường Official là chính. Nhưng khi có tổ chức nào đăng các sản phẩm mà bé trình diễn trong sự kiện của họ thì chúng ta nên vào thả tin, khen ngợi bé để những bình luận tích cực cân bằng hoặc lấn áp những bình luận tiêu cực mà anti fan xả đầy trong đó và ủng hộ một hai lượt nghe để tạo thanh thế cho bé chứ không cần vô vập cảm ơn họ không cài view cho họ ví dụ như sắp tới có tập của bé trên giao lộ thời gian thì chúng ta phải ủng hộ để tạo danh tiếng cho bé và bình luận nhiều để bình luận tích cực của chúng ta lấn áp bình luận của anti fan chữ nếu lượng view cao bình luận tích cực nhiều thì chúng ta sẽ tạo thêm thanh thế cho bé tạo đà thuận lợi để bé có nhiều sâu truyền hình trong tương lai. Tiết lộ lý do cô giáo cũ Hồ Văn Cường bật khóc khi Cường về thăm trường cũ, cô trò xúc động sau chuỗi ngày chịu nhiều đau khổ. Kính thưa quý cô chú anh chị và các bạn, hôm qua ngày 20 tháng 11, Hồ Văn Cường đã trở về quê nhà Tiền Giang để thăm lại ngôi trường cấp 2 cũ mà anh đã từng theo học. Khoảnh khắc nam ca sĩ gặp lại cô giáo cũ từng nâng đỡ khiến anh không nén được xúc động thậm chí con nuôi cố ca sĩ Phi Nhung còn bật khóc khi hội ngộ giáo viên. Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, Hồ Văn Cường đã trở về ngôi trường anh từng theo học ở quê nhà để thăm lại các thầy cô giáo cũ. Tại đây nam ca sĩ đã gặp lại cô anh, người từng nâng đỡ và giúp anh đăng ký tham gia cuộc thi Việt Nam Idol Kids 2016. Có thể nói, cô anh cũng chính là người đã giúp Hồ Văn Cường có cơ hội trở nên nổi tiếng và thay đổi cuộc đời. Khi hội ngộ cô giáo cũ sau nhiều năm xa cách, Hồ Văn Cường không nén được xúc động và bật khóc. Nhiều khán giả dành lời khen ngợi, khi nam ca sĩ dù đã khôn lớn vẫn sống tình cảm, biết nhớ ơn giáo viên từng dìu dắt mình. Bên cạnh đó con nuôi Phi Nhung còn vui vẻ chụp ảnh với các thầy cô và những học sinh ở trường. Ngoài ra cô giáo cũ còn có những chia sẻ về Hồ Văn Cường và tiết lộ tính cách thật của anh. Cô giáo cho biết nam ca sĩ vẫn là cậu học trò nhỏ như ngày trước, là người ngoan hiền lễ phép. Mặc dù rời khỏi nhà cố ca sĩ Phi Nhung nhưng với sự giúp đỡ của danh ca Ngọc Sơn, hiện tại Hồ Văn Cường đã dần ổn định và có được những bước tiến mới. Trải qua biến cố, anh thường xuyên đi lưu diễn tại các địa phương, cũng như nhận được sự đón nhận nhiệt tình của đông đảo khán giả. Đáng nói mặc dù là giọng ca trẻ, nhưng anh nhận được lượng fan đông đảo ở nhiều độ tuổi khác nhau. Cho đến mới đây hình ảnh một fan lớn tuổi của Hồ Văn Cường đã khiến nhiều người xúc động và được chia sẻ rầm rộ trên khắp các diễn đàn. Cụ thể một cụ già tóc đã bạc trắng mặc áo fc xanh đọt chuối đang chăm chú theo dõi phần trình diễn của thần thượng theo bài viết mà chủ tài khoản đăng tải bố mẹ của người này đã theo dõi những bước chân đầu tiên của giọng ca gốc tiền giang từ những ngày đầu của sự nghiệp ở thời điểm hiện tại mặc dù chưa có dịp tham gia bất cứ sâu nào của nam ca sĩ nhưng bố mẹ của người này vẫn dõi theo và biết tất cả các thông tin trong fan club hồ văn cường với tình yêu này chủ nhân của bài viết quyết định sẽ đặt vé cho bố mẹ tham dự sâu sắp tới của hồ văn cường người này cho biết thêm. Mặc dù ba mẹ chưa có dịp nào được tham dự trực tiếp các show của Cường, một phần vì khá lớn tuổi, nhưng nhắc đến tên các anh chị nào hoạt động nhiều trong các fan club Bắc Hai Nam thì ba mẹ đều biết, kể cả các anh chị ở nước ngoài. Có thể thấy, mặc dù ở độ tuổi còn rất trẻ và thuộc thế hệ Gen Z, nhưng anh cũng được nhiều người lớn tuổi yêu quý. Theo đó bên cạnh giọng ca truyền cảm, xúc động, tính cách hiền lành ngoan ngãn cũng là nhân tố giúp anh giữ chân được người hâm mộ. Mặc dù từng gặp không ít ồn ào biến cố trong quá khứ nhưng khi trở lại, anh vẫn nhận được tình yêu thương, sự quý mến của đông đảo khán giả. Thời gian gần đây, anh cũng có nhiều thay đổi tích cực. Cụ thể anh vui vẻ cũng như giao lưu nhiều hơn với người hâm mộ. Không còn hình ảnh Hồ Văn Cường rụt rè, nhút nhát, anh của hiện tại đang dần cải thiện bản thân hơn so với thời gian trước đây. Nhà thiết kế trang phục cho Hồ Văn Cường, Đinh Bách đạt lên tiếng nói bảo vệ nam ca sĩ khi bị anti fan xuyên tạc Hồ Văn Cường không có đồ diễn dù thu nhập hàng trăm triệu mỗi sâu nhưng vẫn mặc đi mặc lại vài bộ đồ Đinh Bách Đạt là một nhà thiết kế áo dài anh luôn là điểm lựa chọn cho các bạn trẻ yêu thích áo dài truyền thống không cắt xẻ lố lăng không biến tấu vượt chuẩn mực không phô ra khoe thịt mới đây trên trang cá nhân của nhà thiết kế Đinh Bách Đạt chia sẻ nhiều hình ảnh về sâu diễn gần đây của nam ca sĩ trẻ cùng dòng status áo dài Đinh Bách Đạt và Hồ Văn Cường Chúc em sẽ mãi rực rỡ với hào quang sân khấu nhé. Kính thưa quý cô chú anh chị và các bạn. Qua các sâu diễn trước đó của Hồ Văn Cường, truyền thông rất chú ý về cách ăn mặt của nam ca sĩ khiến cho nhiều youtuber phía bên kia tận dụng cơ hội để bôi nhọ Hồ Văn Cường. Một tờ báo đã viết như sau. Là thông tin tích cực liên quan đến nam ca sĩ họ Hồ này sau quãng thời gian sóng gió khiến nhiều người mừng thay cho anh. Việc có mức thu nhập cao, sẽ giúp được giọng ca trưởng thành từ Việt Nam Idol Kids sớm ổn định được cuộc sống, lo cho bản thân và gia đình. Thế nhưng, mặc dù có mức thù lao cao ngất ngưỡng, Hồ Văn Cường vẫn giữ lối sống giản dị tiết kiệm của quãng thời gian khó khăn, thiếu thốn. Bằng chứng là nếu xem những bức ảnh anh đi biểu diễn, đi tập hát cùng danh ca Ngọc Sơn, cư dân mạng đã không khỏi ngỡ ngàng khi biết rằng anh chỉ quanh quần vài bộ vest, chất liệu như nhau chỉ khác màu sắc. Có vẻ như nam ca sĩ đã may nhiều bộ đồ giống nhau chỉ khác màu để đi biểu diễn. Đây là một biểu hiện mà cư dân mạng cho rằng của sự tiết kiệm, giản dị dù cuộc sống hiện tại đã dần ổn định hơn. Ở thời điểm hiện nay, mỗi khi đi diễn, nam ca sĩ nhí một thời thường diện những bộ vest. Lên đồ như vậy giúp cho anh trở nên bảnh bao, chỉn chu hơn trong mắt công chúng. Tuy nhiên việc mặc đi mặc lại nhiều set đồ cũ quá nhiều thì cũng không nên. Con nuôi cố nghệ sĩ Phi Nhung nên đầu tư mua sắm trang phục nhiều hơn để xuất hiện trước công chúng, hình ảnh được trở nên đa dạng hơn. Tuy bài báo không có những từ ngữ quá nặng lời về Hồ Văn Cường, nhưng nhiều anti-fan, các kênh youtube bẩn lợi dụng vấn đề này để xuyên tạc Hồ Văn Cường thành một người khác. Bọn bẩn bựa nói rằng, Cường bẩn tiện nhà quê, câu nói xúc phạm đến nhiều người, khiến công chúng bức xúc. Chị Nguyễn Ngọc Lệ, một trưởng nhóm FC Hồ Văn Cường, thì lên tiếng bức xúc khi bị một bài báo viết về việc trang phục của nam ca sĩ. Chắc phải sang nhà ông Cường năn nỉ ổng đừng bình dân, giản dị nữa quá, cứ rô mặt sang một cái nè áo quần chật tủ mặc không hết còn phải cho bớt áo dài lớp lớp vest lớp lớp giày hiệu lớp lớp mà hàng xịn không à mấy bộ vest này từ fc ra đó nha dắt đi mua vải dắt đi may theo số đo riêng của hắn mấy năm nay áo dài vest từ tiền fc lo chỉ một nhóm nhỏ hùn nhau không công khai nên fc cũng không biết nè chỉ có đợt rồi có người bên kia lên báo xạo xạo kể lể tốn tiền lo đồ diễn tớ ghét tớ mới khoe fc lo nha 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 Nay hết chuyện soi, đi soi tới đồ diễn của người ta làm trò con nít dậy. Gần đây mọi người biết tới nhà thiết kế Đinh Bách Đạt, người lên tiếng rất mạnh mẽ bênh vực cường vào năm trước, nên cũng rất nhiều cô, nhiều chị, đặt chú Đạt may tặng ổng mấy bộ, cả chú Đạt cũng thiết kế tặng riêng ổng một cái áo dài hồi sinh nhật.